sau khi nghỉ Tết 3 tuần nha. Hồi năm nay nghỉ Tết rất là nhiều. Tại vì có virus corona. Mà bây giờ sẽ ok, chị chị sao? Rồi cái lần thôi đầu tiên. Đầu tiên nha, ở ngoài thì của mình thì chỉ có cái khẩu trang này thôi. Đây, khẩu trang. Rồi tiếp theo nha, ở trong này là gì chứ? Quên hết rồi. Trong này là mình có để một cái bút xi nè, một cái băng keo nè, một cuốn sổ nè, cây kéo nè, hai cây kéo nè. Thì tại vì mình sợ bị thiếu hay là bị mất gì đó. Đây là bút xi mình đang đi học luôn. Cây kéo, băng keo mình như cuốn sổ. Này. Đây là cuốn sổ mình rất là rồi tiếp theo ngăn trong này mới là quan trọng đây. Mình để rất là nhiều đồ luôn. Đầu tiên là gói dặm dò nè. Rồi hộp bút nha. Trong này đây là một cái hộp bút mới. Ở trong học kỳ 2 mà mẹ đã cho mình hai cây bút kỳ. Cái này một cái đồ trước. Hai cây thước. Hai cây thước. Và một cái này. Một cây bút kỳ. Hai cây thước mình. Cái giấy, giấy, cái gương. Ủa cái này được quá trời. Người ta chỉ có nhiều nè, đây là cái dòng thôi. Cái này là hộp bút hoa mà kéo mình chút. Thì nó không có kéo được nhiều. Rồi hộp bút mà rất là nhiều đồ luôn. Một cái hộp bút chứa được quá trời. Các bạn ơi, tiếp theo là sách tiếng Anh Family nha. Cùng là sách chính vở tả. Rồi thêm cái bút dài nữa để mình kẻ mấy cái dài á, tại vì trong lớp mình cũng thường vẽ nên là mình mang để mình vẽ. Đây đây là mình sẽ kéo từng ngăn nha, cái này bị rách rồi. Còn cái này là cái bài chữ đẹp của mình đó, mình sẽ một cái bài tên luôn. Mình đã viết cái bài chữ đẹp rất là đẹp cho mình xem, các bạn nhớ xem video đó nha. Thì qua đây là thêm một bài này nữa mình có rồi. Rồi. Và ở đây là có những cái sắp giấy để mình cho trường mình vẽ ra. Nó dài quá nên là mình phải dùng mấy cái thước này nè. Đây là bài chữ đẹp. Rồi cái thủ công, giấy. Rồi thêm một cái sổ nữa. Tiếp theo qua trang này là một cái tờ giống như tờ lịch vậy đó, mà trong này là những cái từ quốc Anh. Rồi cái từ gì đó là mình sẽ giới thiệu sau. Mình không biết sao nó bay vô đây luôn vậy. Bài chữ đẹp kéo ngang của bà này mình sẽ quay sau cho các bạn nha. Đây là gươm to này nè, một cái cây bút gấu, bút như này mới đặc biệt. Rất là nhiều bút luôn. Mình có cây nào khác một. Và cái bút này mình để bút lông, kéo, một cái bút nó chờ luôn. Hai bút gì? Là hai cái luôn. Sao dữ vậy? Rồi cái hộp bút nào? Nào. Nhìn mất cây nào đó. Cuốn sổ. Sổ này mình cần ghi vậy? Sổ ghi nợ. Ủa? Nó đang ghi nợ luôn. Ghi nợ. Dở thôi. Dở. Vào chai xịt mũi. Đây. Đi xịt mũi. Một cái xịt. À, là này, một cái đồ trước có ba vị trí màu. Cái đẹp luôn. Giải thích của bác hả? Và cái này là hộp Lego. Đang đi chơi luôn. Đây là bạn Helen nè, và rất là nhiều chai dòng thơm kim cương. Lượt nè, lượt này kéo lên. Máy ảnh. Đó. Ở ngoài này. Rồi bây giờ tới trong này là cái lá. Mở quán và cái này là mình học chữ Anh, mình biết ghi chú. Đó. Cuốn này đang rất là thích. Ra một bộ thước. Một bộ thước. Có 4 cây, một cây mà mình hay xài. Cái tròn này hai cây kia. Thank you.
kênh Tạo Minh Channel nhé.